Rạng sáng nay, một vụ sập dàn giáo công trình nghiêm trọng xảy ra tại đường 2 tháng 9 thuộc địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã khiến 5 công nhân thương vong. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Cụ thể, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 25 tháng 5, tại công trình xây dựng có địa chỉ số 34-36 đường 2 tháng 9 thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang đổ bê tông thì xảy ra vụ sập dàn giáo. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp tử vong và 3 người khác bị thương. Nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu và đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý. Các lực lượng đã sử dụng máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 tiếng thì lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân tử vong và 3 người bị thương ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. Hiện danh tính các nạn nhân đã được xác định. Công an thành phố đang tích cực khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.